Sun từng là một cái tên khá xa lạ và thường đảm nhận những vai nữ phụ ít nổi bật trong các bộ phim đình đám Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nữ diễn viên đang dần được nhiều sự chú ý hơn và được biết đến với danh xưng nữ hoàng rating của làng giải trí Hàn Quốc. Với khả năng diễn xuất tuyệt vời cùng với mắt chọn kịch bản chất lượng, Shin Hee Sun đã từng bước vươn lên và khẳng định vị thế của mình. Ngay sau đây, hãy cùng blog giải trí tìm hiểu về quá trình trưởng thành cũng như sự nghiệp của Shin Hee Sun nhé! Shin Hee Sun sinh năm 1989, ngay từ khi còn nhỏ đã có ước mơ làm diễn viên. Tuy nhiên, phải đến năm 23 tuổi, cô mới bắt đầu chính thức bước chân vào sự nghiệp diễn xuất. Với một khởi đầu khá muộn và một hành trình không mấy thuận lợi, Shin Hee Sun đã phải đối mặt với nhiều khó khăn. Cô không ngừng tìm kiếm cơ hội diễn xuất mới, nỗ lực hết mình trong mỗi tác phẩm, nhưng trong suốt 5 năm đầu sự nghiệp, cô vẫn không được chú ý và cứ quanh quẩn với những vai phụ hoặc vai phản diện không được khán giả ưa thích. Hơn nữa, gia đình cô cũng không ủng hộ con gái theo đuổi sự nghiệp gian truân và dễ dính thị phi này. Nữ diễn viên 8X từng thừa nhận rằng, mặc dù có niềm đam mê với diễn xuất, nhưng cô không biết làm thế nào để bắt đầu gia nhập làng phim ảnh. Dù đã theo học chuyên ngành nghệ thuật điện ảnh tại Đại học Sejong, nhưng trong những năm đầu tiên của sự nghiệp, cô bị không ít công ty giải trí và các nhà sản xuất phim từ chối. Có lẽ điều này là do vào thời điểm đó, Shin Hee Sun không có mối quan hệ và ngoại hình cũng không có gì nổi bật. Sau một khoảng thời gian dài cố gắng tìm kiếm cơ hội, vào cuối năm 2012, Shin Hee Sun đã có vai diễn đầu tiên là nhân vật phụ trong School 2013, có cơ hội làm việc chung với hàng loạt các ngôi sao đình đám như Jang Nara, Choi Daniel, Lee Young Suk, Kim Woo Bin. Sau School 2013, phải mất một năm sau đó, cô mới có cơ hội tham gia vào hai bộ phim khác là Angel Eye và High School King of Savvy. Từ năm 2014 đến năm 2016, Shin Hee Sun tiếp tục đảm nhận các vai phụ, thậm chí là vai phản diện trong các dự án như Tuổi Thanh Xuân, Sewol Pretty và sau đó là Huyền Thoại Biển Xanh, một bộ phim nổi tiếng với sự tham gia của Lee Min Ho và Jun Ji Hoon. Mặc dù chỉ đóng vai phụ, nhưng Shin Hee Sun luôn không ngừng cải thiện kỹ năng diễn xuất, làm mới bản thân. Cô đã chứng minh được năng lực xuất sắc của mình, có khả năng đảm nhận mọi vai diễn, từ bi đến hài, từ đáng thương đến đáng ghét. Sau những vai diễn phụ nhỏ, Shin Hee Sun cuối cùng cũng thu hút sự chú ý trong bộ phim trinh thám và hành động Stranger, khu rừng bí mật. Trong phim, cô vào vai nữ công tố viên Jong Eun-soo, một nhân vật mạnh mẽ, có ánh nhìn quyết đoán và tham vọng. Dù chỉ là vai phụ, nhưng nhân vật do Shin Hee Sun thể hiện vẫn đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện. Với sự biến hóa tài tình và nỗ lực không ngừng, năm 2017, Shin Hee Sun đã có được một vai chính trong My Golden Life, bom tấn truyền hình Hàn Quốc với tỷ lệ rating cao nhất đến 47,5%. Bộ phim này đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp của Shin Hee Sun, khiến cô được biết đến với danh xưng nữ hoàng rating thế hệ mới. Sau thành công của My Golden Life, sự nghiệp của Shin Hee Sun tiếp tục thăng hoa với vai nữ chính trong Vẫn Mãi Tuổi 17. Bộ phim tiếp tục thu hút sự chú ý với mức đánh giá cao cùng phản hồi tích cực, chứng minh danh hiệu nữ hoàng rating của Shin Hee Sun là hoàn toàn xứng đáng. Liên tiếp sau đó, cô đảm nhận vai chính trong loạt dự án phim như The Hymn of Death, Angel Last Mission Love và một lần nữa gây ấn tượng mạnh mẽ trong sự nghiệp với bộ phim hài cổ trang xuyên không Mr. Queen vào năm 2020. Ngay từ tập đầu tiên, Mr. Queen đã nhận được mức rating ấn tượng, trở thành một trong ba bộ phim có tỷ lệ rating mở màn cao nhất trong lịch sử đài TVN. Đặc biệt, hình ảnh lầy lội của Shin Hee Sun trong vai vương hậu So-young đã khiến khán giả vô cùng thích thú. Không ngờ, nữ diễn viên lại chấp nhận lăn xả bất chấp hình tượng vì vai diễn đến như vậy. Trong năm 2023, sau hơn 2 năm vắng bóng, Shin Hee Sun tái xuất màn ảnh và gặt hái nhiều thành công với các tác phẩm đáng chú ý như Hẹn Anh ở Kiếp Thứ 19, Sitai và Đơn Hàng Từ Sát Nhân, Cô Giáo Em Là Số 1. Đặc biệt, vào ngày 2 tháng 12 vừa qua, cô đã tiếp tục chinh phục khán giả với bộ phim mới mang tên Chào Mừng Đến Sam Dang Ri, hợp tác với Ji Chang Kook. Bộ phim mang đến một câu chuyện chữa lành, đậm chất tình yêu và ước mơ xoay quanh những người sống trên đảo Jeju. Trong phim, Shin Hee Sun vào vai nhân vật Cho Sam Dang, Cho Eun Hee, một thanh mai trúc mã và đồng thời là người yêu cũ của Cho Yong Pim, Ji Chang Kook. Với ý chí trái ngược, Sam Dang đã rời quê hương từ sớm để lập nghiệp ở Seoul dưới tên Cho Eun Hee.
Sau 8 năm làm trợ lý nhiếp ảnh, cô cuối cùng cũng chuẩn bị có một bước ngoặt sự nghiệp thì sự cố ập đến khiến danh tiếng xây dựng gần như tiêu tan. Bộ phim dù mới lên sóng nhưng đã nhận được nhiều lời khen ngợi và có mức rating mở màn ấn tượng, lọt top đầu nhà đài GTBC trong năm nay. Nhìn lại hành trình sự nghiệp của Shin Hee-sun, có thể thấy rằng những thành công mà cô đạt được ngày hôm nay là kết quả của một quá trình không ngừng nỗ lực và cố gắng. Thay vì chỉ nổi lên như một vai diễn rồi sau đó lặn mất tăm, Shin Hee-sun đã lựa chọn cho mình con đường chậm nhưng chắc, từng bước một chinh phục và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.